ba xã nghệ sĩ nhân dân Công Lý đáp trả tin mua đồ hiệu bằng tiền chữa bệnh của chồng. Sau 4 năm về chung một nhà, vợ chồng nghệ sĩ nhân dân Công Lý vẫn liên tục nhận về sự bàn tán, đặc biệt là chị Ngọc Hà, người được cho là có công lớn nhất trên hành trình trở lại cuộc sống sau cơn bạo bệnh của Công Lý. Vì sao lại như vậy? Là người đến sau, hơn hết, vợ ba của nghệ sĩ nhân dân Công Lý, tức chị Ngọc Hà, đã phải nhận về không ít lời lẽ bàn tán từ công chúng. Song sau tất cả, họ vẫn bên nhau, thậm chí Ngọc Hà còn là người vợ đảm đang, tảo tần đồng hành của cô đẩu vượt qua bạo bệnh. Ấy thế mà thị phi cứ bủa vây cô ấy, không bằng cách này cũng bằng cách khác. Mới đây, người vợ kém 15 tuổi của Công Lý đã có những chia sẻ đáng chú ý về chuyện ăn diện trong lúc chồng bị bệnh. Trong đó, cô nói rõ nguồn gốc của những món đồ hiệu mà mình sử dụng không liên quan gì đến tiền chữa bệnh của chồng, một lời đồn kém duyên được lan truyền cỏ mạng thời gian qua. Theo đó, chia sẻ với truyền thông, chị Ngọc Hà tỏ bày, bản thân vốn ăn mặc chỉnh chu từ hồi còn là sinh viên, chứ không phải mới đây. Cô phủ nhận chuyện mặc đẹp để tư tưởng chuyện xấu, chỉ là người yêu cái đẹp nên luôn chăm chút cho bản thân từng ngày. Trước đây, vợ Công Lý thỉnh thoảng dùng đồ hiệu, một số người đã ra lời cho rằng cô dùng tiền của chồng nổi tiếng để sắm sửa cho bản thân. Ngọc Hà nói rõ, những món đồ hiệu này cô có được từ trước khi cưới Công Lý. Đặc biệt, bà xã nam nghệ sĩ nhân dân cũng nhấn mạnh, không có chuyện mình dùng tiền chữa bệnh của chồng để mua đồ hiệu. Tôi nghĩ mình dùng đồ hiệu chỉ bằng hạt cát so với nhiều người khác, vì vậy tôi cảm thấy rất xấu hổ khi được ai đó gọi là tín đồ hàng hiệu. Với tôi, đồ hiệu cũng chỉ là phương tiện để phục vụ mình, chẳng có gì phải khoe mẽ. Đó đều là những món đồ tôi dùng từ trước khi cưới anh Lý. Không có chuyện tôi dùng tiền chữa bệnh của chồng đi mua hàng hiệu hay ăn diện để tìm bồ như một số phán xét trên mạng. Chia sẻ của chị Ngọc Hà hoàn toàn dễ hiểu và đây cũng là vấn nạn nghệ sĩ gặp phải ở thời đại 4.0 khi mọi lời đồn đều có thể được thêu dệt. Tuy nhiên sự thật chỉ có một mà thôi. Hiện tại, bệnh tình của nghệ sĩ Công Lý đã có chuyển biến tích cực. Bà xã anh, chị Ngọc Hà vẫn tích cực làm việc để vun vén kinh tế gia đình, kiếm tiền cho chồng chữa bệnh. Ngoài những ý kiến tiêu cực, nhiều khán giả đã gửi lời động viên đến gia đình nhỏ của Công Lý. Bên cạnh đó, bà xã của nam diễn viên cũng khiến cư dân mạng khâm phục bởi sự mạnh mẽ, giỏi giang, hết lòng vì gia đình. Nghệ sĩ nhân dân Công Lý có thể nói là một tài tử đào hoa trong giới, là diễn viên nổi tiếng ở sân khấu hài kịch và màn ảnh nhỏ của Việt Nam. Anh nổi tiếng với vai cô đẩu trong chương trình Gặp Nhau Cuối Năm. Những bộ phim Công Lý từng tham gia bao gồm Bước Nhảy Xì Tin, Sống Chung Với Mẹ Chồng, Mê Cung, Tình Khúc Bạch Dương. Trước khi cưới Ngọc Hà, Công Lý kết hôn với MC Thảo Vân, có một người con trai chung. Trước Thảo Vân, Công Lý cũng có mối quan hệ với một nữ biên tập viên khác, cả hai có chung một con gái. Con chị Ngọc Hà, vợ hiện tại của Công Lý, sinh năm 1988, từng giữ thứ hạng cao khi tham gia một đấu trường nhan sắc trong nước. Ngọc Hà sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, gương mặt thanh tú, chiều cao ấn tượng 1m68. Vừa qua, người phụ nữ này cũng công khai phẫu thuật thẩm mỹ để có diện mạo hoàn hảo hơn. Bạn nghĩ sao về cuộc sống hiện tại của vợ chồng nghệ sĩ nhân dân Công Lý?